Thưa quý vị, trong kỳ tuyển sinh năm 2023, nhóm ngành về công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao vượt lên trên các ngành y dược, báo chí, vốn chiếm ngôi đầu bảng của các năm trước. Có thể thấy cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, sức hút của ngành học này càng lúc càng mạnh mẽ. Việc đào tạo nhân lực công nghệ thông tin tại các trường đại học trên địa bàn thành phố cũng từng bước được đổi mới để phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động. Với sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, nhu cầu về nhân lực công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc tế ngày càng tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu này, các trường đại học và trung tâm đào tạo công nghệ thông tin tại Đà Nẵng đang tập trung đào tạo các kỹ năng mới và tiên tiến nhất trong ngành công nghệ thông tin như lập trình ứng dụng di động, trí tuệ nhân tạo, khai phá dữ liệu, an ninh mạng, công nghệ đám mây. Gần đây thì chúng tôi thành lập một cái khoa công nghệ số, chứ không phải là khoa công nghệ thông tin. Thế thì nòng cốt, cái cốt lõi thì là khoa học máy tính, công nghệ thông tin. Cái nhu cầu nguồn nhân lực về công nghệ thông tin của cả nước thì rất là lớn. Thế đối với trường đại học sư phạm kỹ thuật thì chúng tôi là có cái quan điểm, tức là tuyển sinh cũng không phải là nhiều, nhưng mà chất lượng, cái đầu vào phải đảm bảo chất lượng. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Đà Nẵng, riêng các thành viên đào tạo trong Hiệp hội thì Đà Nẵng hiện có 8 đơn vị là các khoa trường đào tạo nhân lực công nghệ thông tin. Nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin liên tục đầu tư vào Đà Nẵng, mở ra cơ hội việc làm vô cùng lớn. Tuy nhiên, nhân lực công nghệ thông tin tại Đà Nẵng vẫn đang thiếu hụt về cả số lượng lẫn chất lượng. Lao động còn yếu và thiếu kỹ năng mềm, khả năng sử dụng ngoại ngữ cũng chưa theo kịp một số xu hướng công nghệ trong lĩnh vực phần mềm. Điều này đặt ra yêu cầu về đổi mới chương trình đào tạo, trong đó có nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Việc đào tạo các về cán bộ công nghệ thông tin ở các trường đại học vẫn giữ vai trò rất then chốt, là công nghệ thông tin rất là phát triển. Nó không chỉ phát triển về vấn đề ứng dụng đâu, mà nó phát triển cũng khá nhanh về nguyên cứu cơ bản nữa. Nó rất khác các lĩnh vực khác, các nhà khoa học, các lĩnh vực khoa học khác. Cho nên vấn đề là xây dựng đội ngũ, đồng thời đào tạo cho coi như là các học sinh ấy, là những cái vấn đề rất then chốt, những cái lĩnh vực mà tương đối hiện đại, là những cái vấn đề tôi cho là rất căn nguyên. Đà Nẵng hiện có 3 khu công nghệ thông tin và đặt mục tiêu đến năm 2025, nhân lực ngành này đạt khoảng 75.000 người. Con số này hiện nay chỉ khoảng hơn 47.000 người. Để giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chất lượng cao của ngành công nghệ thông tin, bên cạnh sự đổi mới chương trình đào tạo phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, cần tăng cường hơn nữa sự đồng hành giữa ba nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp, để dự báo gần kết cung cầu, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực.